Dạ, chào mừng quý vị khán giả trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu Fan Blog. Hôm nay thì Hiếu xin cập nhật thông tin có liên quan đến việc quảng cáo. Thì quý vị cũng đã biết rồi, quảng cáo mà sai sự thật nó sẽ dẫn đến một cái hệ lụy cho người tiêu dùng. Có thể là làm mất uy tín cho công ty, rồi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, đúng không ạ? Thì nội dung trong video này, Hiếu muốn nhắc đến một trường hợp, đó là trường hợp của nghệ sĩ Quyền Linh, thưa quý vị. Thì quý vị cũng đang rất là quan tâm về cái sự việc này, liên quan đến cái việc mà lùm xùm quảng cáo sai sự thật ở trên mạng xã hội đó, thì gây ngộ nhận cho người tiêu dùng á. Thì Quyền Linh hôm nay cũng đã chính thức lên tiếng để mà đính chính, và anh cũng có chia sẻ với báo chí. Thì sự việc như thế nào, Hiếu xin trích một bài báo ở trên báo VN Express để chia sẻ về cái bài trần tình của anh Quyền Linh ở trên trang Facebook cá nhân của anh. Thì Hiếu chia sẻ cái nội dung này xong thì chúng ta cùng bình luận nha, thưa quý vị khán giả. Thì cái bài báo nội dung có như sau: Quyền Linh, tôi bị lợi dụng quảng cáo sai sự thật. Quyền Linh bức xúc vì bị mạo danh quảng bá một loại thực phẩm chức năng chữa tận gốc bệnh tiểu đường. Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ Quyền Linh quảng bá một loại thực phẩm chức năng gây chú ý với nhiều khán giả. Nhiều người cho rằng công cụ của sản phẩm bị quảng bá lố. Trên trang cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia, công ty OPHOP, California, Mỹ nhận định các thông tin này nguy hiểm vì không đúng sự thật. Không có bất cứ chứng nhận của bất kỳ tổ chức y tế nào đảm bảo tác dụng điều trị bệnh tiểu đường của nó. Tối ngày 16 tháng 2, Quyền Linh cho biết không quảng cáo cho loại thực phẩm chức năng này. Nghệ sĩ cho rằng những người thực hiện video quảng cáo đã lấy hình ảnh, tiếng nói từ phần quảng cáo khác của anh trước đây, cũng liên quan bệnh tiểu đường, rồi chọn các đoạn quan trọng để nói lại thành video lồng ghép cho sản phẩm của họ. Đồng thời, Quyền Linh nói chưa bao giờ ký hợp đồng quảng cáo cho bất kỳ loại thuốc xương khớp, thuốc gan thận, thuốc chỉ, hạ tiểu đường, hạ đường huyết, nhỏ mắt. Tôi từng nhiều lần bị gán ghép như vậy, khiến uy tín chịu ảnh hưởng nặng nề. Thủ thuật ghép hình ảnh của các cá nhân này rất tinh vi. Tôi vẫn đang thu thập mọi bằng chứng liên quan để nhờ pháp luật xử lý, nghệ sĩ cho biết. Đó là trường hợp của nghệ sĩ Quyền Linh đó, thưa quý vị khán giả. Thì qua đây á, thì nghệ sĩ Quyền Linh cũng chia sẻ là những cái loại sản phẩm mà họ quảng cáo sai sự thật á, để mà hạ uy tín danh dự của anh á, thì anh cho rằng là đó là những sản phẩm mà những người rất là tinh vi đã lấy đi cái hình ảnh của anh để mà cắt ghép lồng vào cái sản phẩm của họ, và thậm chí là cắt ghép từng cái video clip mà trước đây anh quảng cáo, chẳng hạn như là quảng cáo về thuốc trị tiểu đường vân vân đó, thì cũng có lồng ghép tiếng nói của anh vào đó. Thật là tinh vi và cũng gây ảnh hưởng rất là nặng nề đến uy tín danh dự của nghệ sĩ này, cho nên anh rất là bức xúc và chia sẻ với báo chí, đặc biệt là báo VN Express mà Hiếu vừa chia sẻ cho vị khán giả nghe đó. Thì anh sẽ thu thập tất cả mọi thông tin tin tức chi tiết bằng làm bằng chứng chứng cứ để mà nhờ pháp luật can thiệp xử lý triệt để đối với tình trạng này, thưa vị khán giả. Và đối với những trường hợp khác cũng tương tự như vậy. Thì chiều cùng ngày, nghệ sĩ Mạnh Cường cho biết ông cũng bị cắt ghép hình ảnh lồng giọng vào video clip quảng cáo thực phẩm chức năng nói trên. Thậm chí tôi biết còn một số quảng cáo khác cũng lấy hình ảnh của tôi như thế. Không chỉ tôi mà nhiều nghệ sĩ rơi vào tình trạng này. Biết vậy nhưng tôi không làm gì được, nghệ sĩ Mạnh Cường nói. Đó, nghệ sĩ Mạnh Cường cũng có trường hợp tương tự giống như nghệ sĩ Quyền Linh đó, thưa vị khán giả. Thật sự là hết sức nói nổi, đúng không ạ? Gần đây thì nhiều nghệ sĩ cũng cho biết là bị ghép hình ảnh cũng như là video clip để tung tin giả trên mạng xã hội á. Thì tháng 12 năm 2022 vừa qua, đó là trường hợp của nghệ sĩ Lê Thủy nè, bị ghép giọng của một người khác trên 10 kênh YouTube nhằm mục đích ca ngợi Tỉnh Thất Bồng Lai.
Ây cha, ở đây có tỉnh thất bồng lai nữa nè, thưa vị khán giả. Đó là trường hợp của nghệ sĩ Lệ Thủy, chắc có lẽ là quý vị cũng có nghe cái bài hát đó đúng không ạ? Và sau đó thì nghệ sĩ Lệ Thủy cũng có nhờ pháp luật cũng như là phỏng vấn qua báo chí á, thì có chia sẻ đại diện cho nghệ sĩ Lệ Thủy là nghệ sĩ Thanh Ngân, là con dâu của Lệ Thủy á, thì sẽ nhờ pháp luật cũng như là con ruột của mình đó, là nhờ pháp luật can thiệp. Thì sau đó thì cái bài hát này đã được các kênh YouTube cũng gỡ khỏi mạng xã hội, thưa vị, và cho đến thời điểm hiện tại thì hình như là nó cũng im ắng luôn rồi, không có còn nhắc đến nữa. Thì báo viết tiếp là Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã cảnh báo nhiều nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng đã cắt ghép hình ảnh thầy thuốc, nghệ sĩ, ca sĩ đánh lừa người tiêu dùng, nhiều chiêu trò khiến người dùng hiểu nhầm về công dụng sản phẩm, thậm chí nhầm thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh. Theo cục trưởng, các chiêu trò ngày càng tinh vi, dễ khiến người tiêu dùng mắc bẫy. Trong một buổi gặp gỡ báo chí, ông Lê Cao Sĩ, chuyên viên phòng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các mạng xã hội nước ngoài đều chưa có đại diện pháp lý tại Việt Nam. Cơ quan thường phải làm việc qua Bộ Thông tin và Truyền thông để đề nghị các nhà mạng thắt chặt. Tuy nhiên, với trường hợp đăng tin giả, đơn vị chỉ phạt hành chính, khó xử lý hình sự. Thanh tra sở thường phải tìm chủ tài khoản để mời làm việc hoặc liên lạc với YouTube để xóa kênh. Theo đề nghị số 15 trên 2020 NDCB quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, xử phạt trung bình là 7,5 triệu đồng đối với cá nhân và 14 triệu đồng đối với tập thể. Trở lại với thông tin của nghệ sĩ Hoài Linh, thì vị khán giả cũng biết tên thật của nghệ sĩ Hoài Linh là Mai Quyền Linh. Thưa vị, anh sinh năm 1968, thập niên 90, anh ghi dấu qua các phim như Người Hà Nội 1995, Những Nẻo Đường Phù Sa 1997, Đồng Tiền Xương Máu 1999, Giao Thời 2000. Những năm gần đây, anh chuyển sang làm MC cho các chương trình Vượt Lên Chính Mình, Bạn Muốn Hẹn Hò. Nghệ sĩ Quyền Linh thì cũng đã lập gia đình vào năm 2002 với già Thảo. Và hiện tại thì anh có hai con gái, tên thân mật là Lọ Lem và Hạt Dẻ, thưa vị. Còn nghệ sĩ Mạnh Cường thì sinh năm 1960, nổi tiếng qua các sản phẩm truyền hình như Người Hà Nội, Con Nhện Xanh, Không Còn Gì Để Nói. Đó là thông tin hôm nay mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả về cái trường hợp mà họ đã lợi dụng hình ảnh của nghệ sĩ để mà quảng bá cho sản phẩm của họ, thưa vị. Thì những cái hình ảnh này đã gây ra một cái hệ lụy về danh dự, nhân phẩm và uy tín của cái người mà họ lấy, chẳng hạn như là nghệ sĩ Quyền Linh, nghệ sĩ Mạnh Cường, vân vân, nghệ sĩ Lệ Thủy các kiểu đó. Thì cũng mong rằng là bên phía cơ quan chức năng rà soát xem xét lại những cái trường hợp này, đưa thông tin giả để mà bịa đặt vu khống cho người khác, nó nhằm nhục mạ danh dự nhân phẩm của người khác, thì cần phải xử lý triệt để đúng theo quy định của pháp luật. Thì trong cái nội dung video này có nhắc đến trường hợp của nghệ sĩ Lệ Thủy, thời gian vừa qua thì cũng có một số kênh YouTube thì họ cũng đã lấy cái hình ảnh của nghệ sĩ Lệ Thủy để mà lồng ghép cái tiếng hát cho là giống tiếng hát của Lệ Thủy, ca ngợi Thiền A Minh Bà Vũ Trụ, thưa vị khán giả. Nhưng ở đây chúng ta thấy Thiền A Minh Bà Vũ Trụ đáng được để mà ca ngợi, bởi vì họ là một nơi tu tập rất là hiền lành, rất là tài năng, và những đứa trẻ ở đây có năng khiếu về nghệ thuật cũng như là ngoan hiền, lễ phép, rất là kính trên nhường dưới đó, thưa vị, thì cần phải được ca ngợi ở đây đó, đúng không ạ? Còn trường hợp của nghệ sĩ như thế nào thì chúng ta chờ xem là bên phía cơ quan chức năng họ xử lý như thế nào đối với những thành phần tổ chức mà đã lợi dụng hình ảnh của anh để mà quảng cáo cho cái sản phẩm của họ sai sự thật, để cho người tiêu dùng ngộ nhận tưởng đây là nghệ sĩ, cho nên là họ đã tin tưởng và mua những cái sản phẩm này
nhưng mà nó sẽ để lại một cái hệ lụy sức khỏe không được tốt cho chúng ta nếu mà chúng ta không có tìm hiểu kỹ, thưa vị. Cho nên là nghệ sĩ Quyền Linh cũng đã rất là bức xúc và anh đã chia sẻ cùng với báo chí cũng như là ở trên trang Facebook cá nhân của mình. Anh nói là tôi đã bị lợi dụng quảng cáo sai sự thật. Họ đã lấy hình ảnh và tiếng nói của tôi để mà cắt ghép lồng vào sản phẩm của họ, thưa quý vị khán giả. Đó cũng là nội dung chi tiết trong ngày hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả. Thì theo quý vị nhận định như thế nào? Rất mong là vị khi xem để lại một bình luận, một like tặng cho kênh, một đăng ký kênh để cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển hơn nữa. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, cho Hiếu xin kính chào tạm biệt. Chúc tất cả quý vị cùng với gia đình của mình luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Chúc quý vị có ngày cuối tuần vui vẻ, ấm áp và an lành bên gia đình nhé. Xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ.